người tình tin đồn của ông Putin sinh đôi con trai, được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo nguồn tin, cả khu VIP của một bệnh viện được dành riêng cho Kabaeva. 2 tuần trước khi sinh, các nhân viên thuộc cơ quan an ninh liên bang Nga được cho là đã kiểm tra mọi ngóc ngách của bệnh viện. Alina Kabaeva sinh đôi 2 bé trai, nguồn tin cho biết. Sergei Kanaev, nhà báo điều tra Nga thân cận với cơ quan tình báo, chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng một bác sĩ Italia được gọi tới để mổ cho cựu vận động viên thể dục dụng cụ. Tuy nhiên, tờ The Times cho biết nguồn tin Nga đưa thông tin về cuộc sống riêng tư của Tổng thống Putin lập tức bị gỡ bỏ. Điều này khiến nhiều người suy đoán Điện Kremlin đã can thiệp để bảo vệ quyền riêng tư của Tổng thống Nga. Năm 2008, một tờ báo phải dừng hoạt động khi loan tin ông Putin sắp cưới Kabaeva. Tờ Daily Star cho biết, ông Putin giữ im lặng về thông tin người tình tin đồn sinh đôi con trai. Điều này được cho là xuất phát từ thói quen giữ bí mật từ thời ông còn công tác tại Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô KGB, ngoại lệ hiếm hoi ông Putin công khai chuyện đời tư là lần Tổng thống Nga xuất hiện cùng người vợ Lyudmila năm 2013 để tuyên bố cả hai đã ly hôn. Sau khoảng 3 thập kỷ chung sống, ông Putin và bà Lyudmila được cho là có 2 con gái là Maria và Katerina. Điện Kremlin không bàn luận hay xác nhận về đời tư của Tổng thống Putin, nhất là tin đồn về Kabaeva. Ông Putin hiếm khi xuất hiện trước công chúng với cựu vận động viên thể dục dụng cụ Nga. Trước đây khi được hỏi về Kabaeva, ông chủ Điện Kremlin trả lời thẳng thắn, tôi không thích việc mọi người soi mói và tưởng tượng thái quá về đời sống riêng tư của người khác. Theo The Times, Tổng thống Nga gặp Kabaeva khi cô này còn là một vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng với biệt danh, người phụ nữ dẻo dai nhất nước Nga. Kabaeva giành huy chương đồng tại Thế vận hội Sydney và huy chương vàng ở Thế vận hội Athens năm 2004. Sau đó, cô chuyển hướng làm người mẫu và thường xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang Vogue Russia. Người phụ nữ 36 tuổi sau đó thử sức ở lĩnh vực ca hát và chính trị. Cô từng chiến thắng trong cuộc bầu cử với tư cách nghị sĩ đảng nước Nga thống nhất. Kabaeva không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 10, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.